rủi ro, ốm đau bệnh tật và mất sức lao động không trừ một ai. Vì vậy, tham gia bảo hiểm xã hội là cách để đảm bảo cuộc sống khi về già. Thấu hiểu được điều đó, nhiều năm qua, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Làm thế nào để đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến được với người dân và làm thế nào để vận động phát triển người lao động tự do tham gia luôn là nỗi trăn trở của những người gắn bó với công tác tuyên truyền, bởi các chế độ của chính sách chưa thật sự thu hút người tham gia. Những khó khăn trong quá trình vận động thì thứ nhất là do hội viên nông dân thì có thu nhập rất là thấp, bởi vậy là cái việc tuyên truyền hội viên tham gia rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là do chính sách bảo hiểm xã hội, cái thời gian tham gia đóng rất là lâu thì là phải 20 năm mới về hưu. Cái quyền lợi sau này khi mình hưởng hưu là nó ít hơn. Bởi vậy là cái việc này cũng tuyên truyền thì rất là khó khăn đối với công tác hội của chúng tôi. Hiện nay thì bảo hiểm xã hội tự nguyện mới chủ yếu tập trung vào hai quyền lợi cơ bản. Đó là hưu trí và tử tuất. Đối với chị em phụ nữ, kể cả các anh nam giới, trong cái quá trình tham gia khi họ còn trẻ, họ cũng rất là mong muốn có những cái chế độ ưu đãi hơn, bổ sung thêm cái quyền lợi trợ cấp thai sản cho phụ nữ và vợ hoặc của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhận thấy tâm lý của người dân vẫn chưa thật sự hiểu sâu, hiểu rõ về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, dẫn đến tư tưởng bị dao động, bị sụt giảm niềm tin khi nghe những thông tin không chính xác về mục đích, ý nghĩa nhân văn lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thậm chí, có một số người vẫn đang nhầm tưởng giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện với một số loại hình bảo hiểm thương mại khác. Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất đã chủ động phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ huyện, xã tập trung triển khai mô hình truyền thông đi sâu tư vấn sát nhằm mang đến cho người dân cái nhìn đúng đắn về chính sách. Gia đình chị Nguyễn Thị Chiến có truyền thống làm nghề mộc từ nhiều năm nay. Thời gian trước công việc ổn định đều đặn, sức khỏe tốt nên hai vợ chồng chị Chiến chưa nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, qua sự tuyên truyền của cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, hội phụ nữ, vợ chồng chị Chiến đã ý thức được sự cần thiết phải tham gia vào hệ thống an sinh của nhà nước, bởi công việc hàng ngày thường xuyên phải tiếp xúc với mùn cưa, bụi gỗ, tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe khi về già. Với cái điều kiện gia đình nhà tôi thì cũng chưa phải là khá nên cũng tham gia là mỗi tháng tiết kiệm 500. Để cái mức sau này thì tối thiểu cũng được đến 2 triệu thì cũng có về khoản về dưỡng già. Với sau này mà không may rủi ro thì cũng được bảo hiểm xã hội lo cho tôi tiền mai táng, cũng không lo phải là phiền luyện đến con cái. Ông Nguyễn Văn Toản, năm nay 64 tuổi, trước đây công tác ở Ủy ban Nhân dân xã Bình Phú. Tuy nhiên, khi đến tuổi được nghỉ hưu, ông lại bị thiếu 7 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mới được hưởng chế độ hưu trí. Ông Toản rất trăn trở khi chưa đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội bắt buộc để được chăm sóc sức khỏe khi về già. Tôi cũng đã lên bảo hiểm xã hội của huyện Thạch Thất, được cán bộ và được các nhân viên chuyên môn cũng có tư vấn và cũng có động viên đóng tự nguyện 7 năm để tôi đủ với cái thời gian là 20 năm để được hưởng chế độ của nhà nước, của hưởng lương hưu. Mô hình đi sâu tư vấn sát dựa trên quan điểm chủ động đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với nhân dân, các nội dung tuyên truyền được trao đổi gần gũi, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân có thể nắm bắt được thông tin và nâng cao hiểu biết, nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các năm qua, công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện ở các làng nghề nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung thì đều là có cái tăng trưởng. Tuy nhiên thì cái số lượng người tăng vẫn còn thấp so với cái tiềm năng hiện có của huyện. Cũng có những cái nguyên nhân, trong đó thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái tâm lý của người tham gia khi mà so sánh cái quyền lợi hưởng. Cụ thể là ngoài cái tuổi đời để hưởng lương hưu, lao động tham gia bảo hiểm xã hội là phải đủ 20 năm. Đây cũng là một cái mà tác động đến tâm lý của người hưởng, vì thời gian này là tương đối dài. Bên cạnh đó thì người dân cũng chưa có cái thói quen dành cái tích lũy thông qua cái việc đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu cũng như là an sinh xã hội của nhà nước sau khi hết tuổi lao động. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chung trong cả nước, nhưng tới đây khi sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội năm 2014, các chuyên gia kỳ vọng sẽ thu hút được lao động khu vực phi chính thức tham gia vào lưới an sinh của nhà nước.